rất mềm, mềm là xinh rất mềm, mềm là hoa rất thơm. Mềm là giọt sương chiếu nặng hạt mực trên lá cỏ, trên bóng tầng sương chút yêu nhà. Em đã biết anh chỉ có em vẫn thấy khi mơ. Người yêu đừng khó dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến đây cũng mãi còn xuân và mùa xuân. Buồn cho anh em chúng tôi, thưa quý vị. Anh ơi chơi với em. Thật ra thì thấy ok quá nè. Ê, ê, tập với nhau luôn nè. Ê. Không, Giang không sao, em thấy vẫn ổn. Có cái đầu mà không sao. Thưa quý vị thân mến, quý vị xem mà chưa chắc quý vị hiểu vì sao đổ lông ra người ta ố bông lụa, còn hai mình ra không bông lụa. Bị hai mình đâu cho người ta mượn đồ. Đâu có đâu, mình bông lụa lại đi. Đâu không lại. Một sự giả trân. Thưa quý vị, ngày hôm nay là toàn là hoa thôi. Hoa, ở đâu cũng hoa hết trơn. Thế nên chương trình mới đặc biệt sắm nguyên một dàn hoa trên sân khấu để chào đón các hoa hậu và á hậu ngày hôm nay đến với chương trình siêu bất ngờ. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Công Tên Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin giới thiệu lại một lần nữa, bên phải cùng đó chính là Hương Ly, thưa quý vị. Wow. Kế Hương Ly là kim duyên này quá đẹp. Giảm cân thành công anh, giảm cân. Giảm cân quá thành công. Ở giữa là nhà thiết kế Đỗ Long, thưa quý vị. Là quá hết. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình. Ủa? Ủa? Ơi, tại sao? Không có ưa mà sao bắt cái chuyện. Ôi trời ơi, mình sao lại có ưa? Lý do gì anh? Tại vì người ta cao hơn mình hay là sao anh? Em mới chửi anh đó. Không, em mới cao hơn mình hay sao? Đó là giỡn cho vui thôi. Dạ. Chứ đây nè, trời, Võ Hoàng Yến. Đó, Mâu Thị Thanh Thủy. Mà hôm nay đặc biệt là bốn bộ đồ đầm đều bốn màu khác nhau thì khả năng cái bột nó phủ lên là nó khác biệt rõ ràng lắm. Và cái tóc thì nữa tươi. Ao em cố tình em nhuộm vậy đi, bột mà trắng lên nó không thấy. Ombre, ombre. Ombre. Đúng rồi, ba người này, bốn người này mới sợ chứ em đâu có sợ. Vậy hả? Cho Harry hỏi là hôm nay là bộ đồ này là mình sẽ ngồi đó luôn hay là có bộ đồ khác nữa? Bởi vì Đỗ Long rất là thoải mái với celeb á. Cho nên là Đỗ Long quyết định tặng cho mỗi người một bộ, muốn làm gì làm. Ê, nhà không có gì ngoài điều kiện hay đi. Thưa quý vị, không biết quý vị đã từng nghe câu đằng sau sự thật là sự thật chưa ạ? Bốn bộ đầm này là của Đỗ Long hết. Bây giờ chúng ta sẽ dành nửa tiếng đồng hồ cho họ vô thay đồ khác. Bị mặc đồ này mà phủ bột vô hư đồ của thiết kế. Hàn Quốc. Hàn Quốc à? Hàn Quốc. Ủa? Hàn Quốc. Trong đợt đi lưu diễn à? Quay ở Tokyo, Hàn Quốc. Tokyo. Tokyo là của Nhật Bản mà. Để quay ở Tokyo, Hàn Quốc. Tôi nói hai anh đạo diễn đúng vậy chứ. Tôi quay ở Tokyo, Hàn Quốc. Không, bài này quay ở Hà Nội. Bài này quay ở Hà Nội. Mời đứng dậy. Mời nam chàng trai lực lớn vào vị trí. Trời gì vậy? Cái gì vậy trời? Ôi. Các bạn đã biết nhóm nhạc tham gia với mình là nhóm gì chưa? Dạ biết. Nhóm gì ạ? Đa. Đa gì cơ? Đa. Bây giờ có chấp nhận là nếu mà đánh vần sai sẽ bị ụp luôn vào đầu không? Thế bây giờ em mà theo âm đúng thì anh bị ụp nhá. Ok. Trời ơi, chơi. Chơi em chạy. Chơi đi, em chơi đi. Là người giả trong nhóm thật đó là vị trí. Số 3. Yeah.